tìm ai? Xin cô nói với ông bà, tôi tên là Hiền Phong thì ông bà sẽ biết à. Anh cảm phiền chờ một chút nghe. Dạ. Dạ thưa ông bà, có một thanh niên khoảng 24-25 tuổi tên là Hiền Phong. Dạ, bảo là thưa vậy ông bà hiểu à. Hả? Hiền Phong hả? Hiền Phong Hương à, vào trong đi, khi nào cần rồi ông sẽ gọi nghe. Dạ. Hiền Phong chết cha rồi. Hiền Phong con của anh Hiền Phương. Gì vậy? Chị không Hiền Phong, Hiền Phương làm gì mà ông nhắc hai cái tên lẩm bẩm đó. Bà chống quên quá. Tôi mong sao là không phải nó, chứ thật sự là thằng Hiền Phong con của anh Hiền Phương thì quả là rắc rối cho nhà này. Cái gì rắc rối, chuyện như thế nào đâu, ông cứ nói đại ra đi. Út mở làm gì? Bài sao chống quên thật, chính bàn tay của bà đã nhận lễ chồng cao rồi lại quên mau. Ông ơi, ông nói cái gì vậy? Trời ơi, chị ta là thằng đó hay là sao? Nghe tới tên nó là tôi phát đau, chẳng biết ý bà tính sao. Nhưng mấy năm biệt dạng rồi bây giờ nó quay trở lại. Ông ơi, tính cách nào đây? Cho nó vào đây đi, rồi mọi việc mình tính lại. Tôi giao nó cho ông á, ông tính sao á tính. Phải rồi, hãy cái nào rắc rối là giao cho tôi. Hương à, Hương. Dạ. Sao mà tôi kêu cái chậm gì vậy hả? Ra ngoài mời khách giùm tôi đi. Dạ. Dạ, ông bà tôi mời anh vào. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, con kính chào cha mẹ. Ủa, cậu là ai mà gọi vợ chồng tôi là cha mẹ ngon lành vậy? Dạ thưa cha mẹ, con đây là Nguyễn Hiền Phong. Cách đây 4 năm cha mẹ đã nhận lễ cao trầu và mong hai con được y hợp như tâm đầu. Nhưng chẳng may bất ngờ tai nạn giáng xuống gia đình con một thảm trạng đau thương. Tiếng súng rền vang trong đêm trường tội tâm mờ mịt, gia sản bị tịch biên cha mẹ không còn. Một mình một thân con trôi dạt lên Sài Gòn. Trời ơi Phong con, vậy rồi mấy năm nay con ăn ở đâu hả? Dạ, 4 năm trời giữa dòng đời con phải cầu thực tha phương, nay tìm đến đây mong cha mẹ xót thương. Nghe con kể mà chắc cầm lòng không đậu, tội nghiệp cho con quá. Dạ thưa cha mẹ, trước khi nhắm mắt á, ba con có dặn rằng lúc trước ba con còn nửa phần hồn trong công ty của cha mẹ, nên sẵn dịp hôm nay á. Việc đó thì có, nhưng mà hợp đồng á thì... Dạ hợp đồng con có mang theo đây nè. Nhưng mà con cũng thông cảm giùm cho cha mẹ nghe. Con coi nhà cửa như vậy đó, nhưng mà cái vỏ bên ngoài thôi con à. Dạ không, cha mẹ đừng hiểu lầm ý của con. Con đến không phải là đòi lại cổ phần đó. Ba con nói rằng khi tình duyên của hai con được tựu thành đó, thì cổ phần ấy là của chung, để chúng con gây dựng gia đình. Và nếu cha mẹ không bằng lòng đó, thì... Ý cha mẹ thì bằng lòng chứ. Giả lại anh chị ấy có thiện chí tốt như vậy thì lẽ nào cha mẹ lại... Kìa ông, bà để tôi mà. Nè con. Dạ. Má con cũng đồng ý rồi đó. Dạ con xin đội ơn cha mẹ. Nè,
À, tại sao gia đình con lại xảy ra thảm trạng như thế này vậy con? Dạ, họ nghi gia đình con có liên quan đến chính trị. Trời ơi. Cho nên hiện nay con cũng bị truy lùng đó cha mẹ. Bị truy lùng à? Dạ. À, thôi được rồi. À con à, à cha mẹ tính như vậy nghe con. Dạ. À, không đến thì thôi. Nếu đến đây rồi thì ở lại cho cha mẹ sẵn sàng lo lắng cho con mà. Dạ. Cảm tạ ơn cha mẹ. Không. Bà để cho tôi. Bà làm gì vậy để tôi nói chuyện với con rể hiền thông mà. Nè, cha vừa nghe qua mà lòng cha nó buồn ôi là vô số kể. Trước khi sau cũng là con rể, cha mẹ cũng một lòng một dạ với con thôi. Dạ, con cảm ơn cha mẹ. Ông bà kỳ quá. Tôi nhắc nhở ông không kéo rồi mọi việc nó sẽ lầm thầm. Lầm thầm cái gì? Mình phải tận tình lo cho con rể. Bà hãy an lòng, mọi chuyện rồi cũng sẽ êm xuôi. Êm xuôi ha? Êm xuôi là êm ngược gì á, ông biết á. Chứ tôi là tôi không biết à nghe. Yên chí. Ủa, sao đôi mắt con sưng dù vậy con? Dạ. Thì khóc cha khóc mẹ chứ gì mà hỏi. Thôi con cha không được nha, để mắt gì không được, để ba đi lo chữa mắt cho con nha. À thôi con theo cha. Dạ. Trời ơi, không biết cái ông này ông tính cái kiểu gì không biết nữa, mà để cho cái thằng này ở trong nhà rồi vài bữa thằng Hoàng nó dẫn ba má nó lên làm đám cưới. Trời ơi, biết ăn nói sao đây nè. Trời trời ơi, chắc tôi điên quá, chắc tôi điên quá. Làm gì mà la lối ôm sòm mẹ? Tôi hỏi ông nè, nhà mình chỉ có một đứa con gái, sao ông cứ gả hai chồng? Tôi e chuyện này không xong đó nghe. Sao lầm tôi quá đổi phật phòng? Có chị đâu mà bà lo ngại. Ông thì không có chi, chứ tôi là tôi đang phát đầu. Mọi việc tôi đã tính sẵn trong đầu, sẵn dịp này cho nó đu luôn. Trời đất ơi, như vậy là quá ác nha ông. Chứ nếu không thì tiền đâu trả nó bây giờ? Quyền uy danh vọng đang sẵn chờ. Con gái mình bước lên tột đỉnh cao sang, chứ bà nghĩ coi làm sao mình nở đem con gái gả cho đứa nghèo nàn. Nhưng có một đứa con gái làm sao gả cả hai? Tôi sẽ đưa con nhỏ ở thai vào. Hay, ý của cha quả là tuyệt diệu. Hơn nữa con đã rất yêu anh Hoàng, và con không thể chấp nhận cuộc sống cơ hàn. Thưa cha mẹ, có đúng như vậy hay là không? Nhưng rủi ro nó mà biết được. Con Hương không phải là con ruột. Khi đã đuôi thì làm sao nó nhìn thấy để nhận diện đứa nào là Thấm, đứa nào là Hương? Bà phải lo mọi việc chu toàn, chứ không được làm lỡ dở duyên con. Thôi hãy vào trong cho rồi mọi việc để thằng già này lo. Thiệt là con tức cho quá lẽ. Đó, giống ai vậy không biết. Giống ông chứ giống ai. Phải rồi, hả, cái gì đẹp là giống bà, còn xấu là giống tôi. Thôi dẹp đi, bây giờ ông tính sao đây nè? Thì bây giờ bà ở nhà, bà làm giùm cho tôi một chuyện thôi. Chuyện gì? Dụ dỗ cho con Hương nó chịu ưng thằng Phong làm chồng. Còn ông đi đâu? Tôi sẽ ra chợ mua cho thằng rể tôi một chai thuốc nhỏ mắt. Ông ơi, kính kính nghe ông, đừng tàn nhẫn lắm nha. Mua thuốc nhẹ nhẹ thôi. Đi lẹ đi rồi về. Không lẽ vắn tôi chút là bà nhớ hay sao? Đồ mắc dứt đâu không. Hương à, Hương. Dạ. Dạ thưa bà. Dạ bà gọi con có điều chi? Ngồi đây con. Dạ. Ngồi ở bên bà nè con. Dạ con, con không dám. Có gì đâu mà không dám, bà cho phép mà. Hương à, vì bà thấy con sống cạnh út côi nên bà đây muốn
nhân con làm mẹ con nuôi, vì bà cũng hiếm hoi. Dạ con xin cảm đổi, nhưng với phần coi đòi nào xứng chỗ sang giàu. Con à, con chớ ngại lo, bà hứa sẽ giúp cho. Từ nay con quắt cánh đoá đài, con đức cao dài, biết lý gì đền đáp lại, sẽ có dịp con trả ơn. Dạ thưa bà, nếu được như vậy thì sau này dù có chết để đền bù ơn nghĩa, con sẵn sàng, không hề từ chối. Con hứa nghe, con hứa với bà là con giữ lời nghe con. Dạ con hứa thưa bà. Đừng gọi bằng bà mà gọi bằng mẹ nghe con. Từ bây giờ con là con của mẹ rồi. Dạ thưa mẹ. Dạ đó mẹ. Vậy phải dễ thương không? Hương à, từ nay con là con của mẹ thì con nên bỏ cái tên Hương đi, để mẹ đặt cho con một cái tên cho nó nghe nó phong phú một chút. Cái tên Hương nghe nó quê mùa, dốt nét làm sao á, nó không có phù hợp với cái chỗ sang giàu. Dạ, dạ thưa mẹ. Đừng cãi mẹ, mẹ sẽ bỏ tên Hương và đặt cho con tên là Thấm. À, nhưng thưa mẹ, còn cô Thấm? Thấm đó là Thấm chị, còn con là Thấm em, còn bà là Thấm mẹ. À, như vậy là cả một gia đình đầm thắm, thắm đượm nghĩa tình. Mẹ tưởng như là mẹ sanh hai đứa con tên Thấm. Dạ, nếu mẹ dạy vậy thì con xin vâng lời. À đó, như vậy là con của mẹ phải ăn mặc cho thật đẹp nha. Cởi bỏ cái bộ đồ rách rưới này đi nha, để mẹ lấy cái bộ đồ con Thấm cho con bận vô nghe con. Dạ. Nè Hương, ấy quên, Thấm em. Sẵn đây mẹ muốn bàn với con một chuyện. Nếu con thuận ý thì tốt, không thuận ý thì mẹ cũng không ép làm gì. Dạ, thưa mẹ cứ dạy. Thấm, Thấm ơi, mẹ vô cùng ái ngại khi mới nhận con là con, mà mẹ lại nhờ con một việc mà lương tâm của mẹ không bao giờ muốn. Vì cái công việc vô cùng cấp bách, mẹ không thể trì hoãn được. Thôi thì thà mẹ bàn thẳng với con còn hơn, phải không con? Dạ, dạ thưa mẹ, việc đó có ngoài khả năng của con không mẹ? Không, vừa với khả năng của con lắm. Nếu con đồng ý thì rất dễ dàng, mà còn thuận lợi cho con nữa. Số là có một nơi uy quyền ép buộc mẹ đây phải chấp nhận cho họ thành hôn với con Thấm. Nỗi khổ của mẹ đây nào có ai hiểu được. Nếu chấp nhận thì mang tiếng tham sang phụ khổ, còn từ khước tai họa không thể đo lường. Mẹ, con mình tâm nghe mẹ kể đó tận tường. Cách đây 4 năm cha mẹ có kết thông gia với một gia đình nho giáo. Hôn lễ sắp cử hành thì gặp chuyện không may. Gia đình bên họ đàn trai bỗng dưng biệt tích cho tới ngày hôm nay mới gặp lại. Trước cảnh tình trở treo ngang trái, mẹ biết làm sao cho vẹn vẹn đôi đường. Dạ thưa mẹ, có phải người khách sang trọng hồi sáng này và người thanh niên vừa vào nhà ta lúc nãy không? Đúng đó con.
lời cầu hôn gia đình giàu sang quyền uy thế lực. Thì cũng bất ngờ thằng Hiền Phong nó đến xin ta túc nương nhờ trong lúc gặp tay. Trước những tình cảnh đáng thương, giả lại trước kia cha mẹ cũng hứa gả con Phong cho nó. Trời ơi, bây giờ đây rắc rối lại càng thêm rắc rối. Chỉ biết cậy nhờ con thuận kết duyên này. Với ai thưa mẹ? Với thằng Hiền Phong. Rồi sau đó mẹ sẽ cho con một số tiền để dung bồi hạnh phúc và cũng xóa đi cái nghèo nàn cuối cùng. Và mẹ cũng khỏi mang tiếng là người phụ khó tham sang. Tội nghiệp cho người ấy, làm sao biết âm mưu này. Còn mình, bằng lòng thì sao, mà không thì sao? Tôi thì chấp nhận cho dòng đời như đấy, miễn sao thoát khỏi nơi này và bàn tay của ông chủ. Kìa Thắm, con suy nghĩ gì vậy con? Con xin nghe theo lời mẹ dạy. Ôi, quả là đứa con ngoan của mẹ. Thôi, mẹ con mình vào trong, mẹ tìm áo mới cho con nghe con. À Toàn à, mày xác nhận lại cho tao biết coi, thuốc này có đủ làm cho nó mù không? Ông khỏi lo đi, nếu không tin ông đưa mắt cho tụi nhỏ thử coi là biết liền à. Thôi, à, tao tin rồi, nhưng mà ráng cẩn thận, đừng cho một ai biết nghe chưa. Rồi yên chí đi. À mà nè, ông nhớ phải trừ hết nợ cho tôi nghe. Và cái điều quan trọng á, xong rồi phải thưởng cho tôi một lượng vàng nữa nghe không? Được mà. Đó, nó nằm đó đó. À, để tôi. Phong à, Phong, ngồi dậy đi con. Cha có mời bác sĩ đến chữa mắt cho con nè. Dạ, con xin cảm ơn cha. Trong lúc con bệnh hoạn như vậy mà được cha cho tá túc còn chăm sóc cho con nữa, ơn kia con nguyện suốt đời ghi nhớ. Đã là con rể trong nhà này, nhắc tới chuyện ân nghĩa làm chi. Thôi, con nằm xuống đi, để bác sĩ xem mà cho thuốc nghe. Dạ. Anh nằm ngay ngắn lại đi. Ý chà, sao mà nặng quá vậy nè. Dạ, xin bác sĩ tận tình cứu giúp. Nhớ tận tình nghe bác sĩ. Đó là công việc của tôi mà, ông khỏi lo. À, anh ráng chịu rét chút nghe. Trời ơi, sao mà nhức quá vậy nè. Con, ui á, con. Trời ơi, sao đau quá. Trời ơi, sao mà nhức quá vậy nè. Chết trẻ con. Trời ơi, bác sĩ. Trời ơi, sao mà nhức quá. Sao vậy bác sĩ? Bác sĩ ơi, chết trẻ tôi rồi bác sĩ. Dạ ơi. Trời ơi, sao nó mắt con không còn thấy gì nữa. Ông, công việc ra sao rồi ông? Lọt trầm. Hả? Ông bị lọt trầm rồi. Trời ơi. Đứng giùm tôi đi mẹ. Nói cái gì vậy? Chứ ông nói ông bị lọt trầm. Tôi nói cái thằng kia kìa. Trời ơi, hết hồn hết vía, tôi tưởng ông bị lọt trầm chứ. Bà trù tôi nữa phải không? Còn bà sao? Ổn thỏa chứ sao. Vậy bây giờ bà dắt Phong ra đây, rồi sau đó tôi gọi á thì đưa con Hương ra. Toàn à, Toàn. Dạ, ông gọi con. Nè, nhớ đúng kế hoạch nha. Dạ, ông an lòng con lo chu đáo lắm mà. Chừng nào tao nháy mắt thì mày vào. Ông ơi, con rể nó đến rồi nè ông. Dạ, cha gọi con ra đây có điều gì dạy bảo? Phong à. Dạ. Con biết tánh ý của cha mẹ rồi. Trước sau gì cũng như hôm nay là ngày tốt, cha mẹ sẽ làm lễ cưới cho hai con nha. Dạ thưa cha mẹ, trong lúc con khó khăn như vậy thì nào nghĩ đến chuyện hôn nhân. Nghĩ đến đôi mắt của con mà cha mẹ đau xót thật. Không ngờ chuyện xui xẻo đến như vậy. Ông bác sĩ hôm trước đó, ông hết sức cắn rứt lương tâm về chuyện không may. Thế cho nên ông tình nguyện ở lại chăm sóc đến khi nào mắt của con sáng lại.
Âu cũng là số phận, con không trách hờn ai đâu. Còn việc hôn nhân sắp tới, con ngại là... Con ai ngại là phải rồi. Nhưng còn bổn phận làm cha mẹ đây á, thì phải làm cho đẹp lòng đẹp dạ anh chị xuôi. Ở nơi chung suối vàng nên cha đã sắp đặt sẵn sàng. Bà nó đâu? Đưa con ra họp mặt rồi lên nhang đèn làm lễ bái tổ tiên nha. Ơn đức cha như trời cao bể rộng, con biết lấy chi đền đáp lại. Ơn nghĩa gì con chớ ngại lo, với cha con ngoài chỗ xu gia còn là bạn, phải tận tình với con trong lúc hoạn nạn. Cho anh chị xuôi yên lòng nơi chính suối, thì nơi dương trần cha mới khỏi rai rất yên tâm. Ông ơi, con nó đã đến rồi. Vậy bà lên nhang đèn sẵn cho tôi. Con dìu chồng con lại tạ ông bà. Coi vậy mà hai đứa nó đẹp đôi. Nguyên rồi, Nguyên rộng ơi. Trời ơi, Nguyên quá rộng bà ơi. Chuyện gì Nguyên hả? Con thấy một tố cảnh sát rầm rộ, nhà nào nó cũng lục xót hết trơn á. Mày lục xét tìm cái gì? Dạ con nghe người ta nói họ bắt một người tên là Nguyễn Hiền Phong. Trời hả? Trời đất ơi, bắt tôi hả? Trời đất ơi, tôi biết làm sao giữa lúc bệnh tình nguy ngập. Cha mẹ ơi, con chỉ mong lòng thương xót của cha mẹ. Trời ơi, chết rồi. Thật là khó xử. Nếu họ bắt con trong nhà này thì sẽ liên lụy đến cha mẹ. À không à. Dạ. Thôi bây giờ cha mẹ tính về nha con. Dạ. Cha mẹ cho con một số tiền để đi lánh nạn, rồi cho con Thắm á, nó theo chăm sóc cho con. Ở nhà cha mẹ sẽ bỏ tiền lo lót, khi nào yên hai con trở lại. Dạ thưa cha mẹ, để con đi một mình cũng được rồi, vì con không muốn làm khổ lây thêm cho em Thắm. Đâu được, chồng đâu vợ đó chứ. Chồng đâu vợ đó chứ. Thôi cấp bách lắm rồi, con phải ráng. Thắm, lo cho chồng con nghe Thắm. Dạ, con xin vâng lời cha mẹ. Thắm à, gả con đi thì cha tiếc lắm. Dạ, dạ thưa cha mẹ, dạ con đi. Thôi, mình đi anh. Đi em. Thiệt tình, cha tiếc biết chừng nào. Cho cha nắm tay con chứ. Tiếc nè. Trên từng tháp cổ dài tay em mấy thuở mắt xanh sao, như lá thư gieo mòn gót nhỏ đường dài buồn buồn trong mắt thêm sâu. Mưa vẫn hay mưa cho đời biến đổi, làm sao em biết biển đã không đau. Xin hãy cho mưa qua miền đất rồi, để người phiêu lãng quên mình lãng du. Anh à, trời mưa to quá, anh nép mình sát vào em cho đỡ lạnh nghe. Em ơi, em độ chừng cơn mưa này có dai lắm không em? Em cũng không biết nữa, nhưng cơn mưa còn nặng hột anh à. Anh có thấy lạnh lắm không? Không. Thắm ơi, hạt mưa không làm cho anh tê buốt, mà anh chỉ xót xa cho thân phận của đời em.
thân ngọc ngà phải dìm trong mưa đổ. Cuối chợ đầu đường chỉ vì một kẻ mù đuôi. Sao anh lại nói như vậy? Về đi em, tâm thần anh sương gió đã quen rồi. Còn em thì trong lúa là nhung gấm, nỗi bất hạnh này anh đâu nỡ để em mang. Anh đừng khơi dậy thêm cho đứa đau lòng. Một ngày ta sống bên nhau thì trăm năm phải tròn đầu. Huống chi mình đã chia sương sẻ do biết bao trăng thì sự khó khăn kia không làm cho em nản già. Chỉ mong anh hiểu được tấm chân tình. Em nguyện sống bên anh như bông dưới hồng. Thắm ơi với tấm chân tình của em, anh biết lấy chi đền đáp lại. Anh chỉ sợ trên bước đường gió sương dầu dài sẽ làm cho cánh hoa xinh nát nhụy sơ đài. Cuộc đời anh đã quen với sương gió dạt dài, còn em từ lâu đã quen màn loan trướng gấm, chưa một lần nếm trải đau thương. Cuộc đời anh có gì mà em phải dấn vương? Thôi thì số kiếp đoạn trường để mình anh ôm lấy. Lửa tình yêu dù có ngùn ngụt cháy thì cũng phải niệm chôn trong mưa gió lạnh lùng. Chuyện tình đôi ta như thuyền không biết đâu, anh đưa em về đâu trên sóng em đường. Chuyện tình ngày xưa ai trách ai hững hờ, hay vì gian dối nhau mơ chuyện tình mãi sau. Đời trôi qua chưa dầu bao cánh chờ, anh ơi con đường xưa xa khuất nhiều. Giờ tìm về đâu anh mắt xanh thừa nào, có còn trong bóng ai những đêm về cô đơn. Phong ơi hai ta như hai cánh chim non lạc vào mưa bão, thì phải dìu nhau trú lạnh luôn đông về. Em tin rằng rồi đây nắng ấm sẽ xua tan đi áng sương mù còn vắng phù, cho đôi cánh chim tung tăng bay về tổ cũ để tìm lại cuộc đời mà đã đánh mất từ lâu. Thắm ơi, anh chỉ mong có thế thôi. Nè, như vậy thì anh không có được nghĩ ngợi gì nữa hết á. Nhất là không có được đuổi em về nữa đó. Anh mà đuổi em tự giận cho anh coi á. Thắm, em đừng có nói vậy làm cho anh sợ. Ý, anh ơi, trời sáng hẳn rồi, mưa cũng đã nhẹ hột. Anh ở đây nghe, để em đi mua cái gì cho anh ăn đỡ đói hả? Đi lẹ rồi về nghe em.
Dạ. Nè, nếu mà em về chưa kịp á, mà lỡ có mưa lớn hay giông gió thì anh giữ tấm cao su này cho thật chặt, đừng có cho gió bay nghe. Em đi hả? Thắm ơi, Thắm à, em đi chưa vậy Thắm? Thắm, vậy là Thắm đã đi rồi. Thắm ơi, anh thương em là con gái nhà giàu sang, em nặng tình làm chi với một kẻ đuôi mù khốn khổ, biết đến bao giờ mới trả được ơn này, trong khi đôi mắt anh vẫn mịt mù tâm tôi chưa tìm được lối đi, bước chân non sờ hòn sỏi trên đường tương lai xa vời vợi trên bước tha phương. Thắm ơi, Thắm hỡi em ơi, thà anh chết đi, khói lụy cho em trên bước đoạn trường. Đời còn dài thì tội gì em phải vấn vương. Tâm thần anh ai đã cùng đường thì lòng nào để em chung cảnh tai ương. Hồi hôm đi nhìn trời thấy mây dậy cá là tôi biết sáng nay thế nào cũng mưa mà. Nè, cái anh gì đó ơi, chạy vào đây trú mưa nè, để giông lớn quá rủi cây gãy đè coi chừng bể hộp số rồi cha. Tôi không có thấy đường đi anh ơi, anh làm ơn giúp giùm tôi đi anh ơi. Trời ơi, mù bày đặt ở ngoài mưa rồi. Trời ơi, gió bay tấm ni lông được nè. Trời ơi, ông ơi, ném sát vào bờ tường đi, để tôi lượm tấm ni lông giùm cho, rồi tôi dắt anh qua bên đây. Trời ơi, chết tôi. Sao vậy anh ơi, sao vậy nè? Trời ơi, anh ơi, ráng tỉnh lại anh ơi. Anh à, bà con ơi, bà con của bác ơi, ai phụ tôi, giúp anh nuôi giùm tôi đi, đưa anh đi cấp cứu đi bà con ơi. Anh Phong ơi, anh Phong. Trời ơi, chồng tôi đâu rồi? Anh Phong ơi, anh nói đâu vậy? Chị ơi, chị à, chồng chị đây nè. Anh Phong, trời ơi, sao ra nông nỗi này? Em biết là anh hy sinh để cho em rảnh nợ chứ gì, anh muốn giết tình với em chứ gì. Chị à, anh Phong. Chị, không phải vậy đâu chị ơi. Lúc gió giông lớn quá, anh Phong không có thấy đường nên bị cây ngã đè rồi xảy ra vết thương này đó. Thầm, anh Phong. Thầm. Anh Phong. Quá công ơi, ông còn đoạn trường nào đau thương hơn nữa. Ông hãy trút đổ xuống tôi đi mà buông tha cho người bạc phước vô phần. Cô ai biết được nước mắt trong tôi luôn chảy ngược dòng, nên đồng lại trong lòng thành hố sâu vực thẳm, chưa đừng biết bao điều ngang trái đau thương. Người ta có thể
đánh đuổi tất cả những tình thương để tạo dựng uy quyền danh vọng. Miễn sao được giàu sang ấm êm trong cuộc sống, nên đạo lý nghĩa nhân bị vùi dập bởi kim tiền. Trời cao làm sao hiểu thấu cho tấm lòng tôi, đành theo con nước trôi xuôi chuông sự thật vào lòng biển khơi. Chị ơi, tôi khuyên chị nên bớt thương đau mà hãy cùng tôi đưa anh Phong tìm nơi chữa trị. Anh ơi, vết thương ngoài thịt da của anh Phong đau nhức, nhưng cũng không bằng vết thương lòng say sức mãi trong tôi. Lòng người ta bạc trắng tự như vui, trong cái sự thật khó chứa toàn là điều hoa gian dối. Tôi nghiệp cho anh Phong còn sống trong màn đêm tâm tối, nên cái thủy chung kia mãi mãi được tôn thờ. Chị, tôi đoán là bên trong có gì bí ẩn đó. Trong thời buổi hiện nay tiền bạc đã chiếm hết sự nhân nghĩa, nhưng trong ao sen tàn lụng cũng còn sót lại những ngó sen trong vũng bùn lầy. Anh là ai mà lại tốt với vợ chồng tôi quá vậy? Có lẽ tôi cũng là người bất hạnh như anh chị đây, nên thấy người đồng cảnh ngộ thường hay cám cảnh vậy mà. Thâm, Thâm ơi, em đâu rồi Thâm? Anh Phong tỉnh rồi. Em đi nè, em đi nè anh. Anh tỉnh rồi phải không? Thâm ơi, ai mà giọng nghe quen quen vậy em? Anh không nhìn ra tôi sao? Ủa, mà anh có thấy đâu nhìn. Tôi là Tâm đây. Anh Tâm hả? Anh có quen với anh Tâm này hả? Chị ơi, cũng chỉ là quen lúc qua đường thôi. Hôm trước tôi gặp nạn, anh Phong giúp đỡ. Bây giờ thì có dịp để tôi trả ơn đó mà. Tôi giúp anh hôm nọ cũng là vì tình người tương trợ lẫn nhau thôi, có gì đâu mà ân với nghĩa. Thì hôm nay tôi cũng đáp lại bằng tình người như vậy thế thôi. Anh à, anh nói gì mà tôi không có hiểu? Muốn hiểu phải không? Vậy bây giờ hai người theo tôi về quê của tôi đi. Cả ba ta cùng đùm bọc lẫn nhau cho qua hồi khốn khổ đó. Chúng tôi vô cùng cảm tạ ơn anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Ê nè Toàn, dạ. Nhớ làm sao khử nó cho khéo, dạ. Mất xác càng tốt. Yên chí, ông khỏi lo. Con chỉ sợ ông quên. Quên sao được, con giúp ông thì ông phải giúp lại chứ, dạ. Đây, con cầm lấy xài đỡ. Dạ, dạ. Ông thưởng thêm gấp đôi số, dạ, này nữa. Dạ, con cảm ơn ông. Đừng có tiền. Dân trắng ai sẽ theo cơn mưa cho trăng buồn thêm càng buồn thêm, mây kéo theo cơn mưa cho trăng buồn thêm càng buồn anh. Ơi em đang về phương trời cũ tìm phút mê đầu, tìm cơn say đắm từ đó em vào mùa xuân dài lâu, từ đó em đau cuốn dây vui mừng, từ đó em yêu giá hoa thèm thùng, từ đó em quên sáng thâm đường trần cuộc vui đã.
vạc nắng xuân sao đón đưa em về. Đôi núi âm vang nhắc xưa hẹn thề. Hoài thương đam mê. Hay quá, hay quá hả? Hát cũng hay mà làm thơ cũng hay nữa, tôi khoái quá. Ít trời ơi, anh Tâm ơi, trời sắp sáng rồi kìa. Chị nói làm sao chứ, mới chừng này mà sáng gì? Anh không nghe mấy người đi họp chợ đó sao? 4 giờ rồi đó, hơn nữa là khác à. À, vậy là đúng rồi. Bây giờ anh Phong vào nghỉ đi, để tôi về chị Thắm đem cá ra chợ bán nghe. Dạ. Anh à, nếu ở nhà có đói á, lấy củ khoai trên bàn mà ăn đỡ nghe. Anh biết rồi. Anh Phong à. Hả? Em nói nhỏ này nghe nè. Gì vậy anh Tâm? Có ăn nhớ chừa tuân cũ nghe cha. Cái anh này thiệt à. Thôi đi, đi anh Tâm ơi. À chị à, chị bưng cái rổ cá đi, còn buồn dừa để tôi gánh cho. Tôi đi nghe anh Phong. Em đi nghe anh. Em đi đi em. Thắm ơi. Thắm à. Anh Tâm ơi. Hai người đi rồi chưa? Thắm à. Anh Tâm. Vậy là tất cả đã đi rồi. Thắm ơi, vì anh mà em chịu nhiều đau khổ. Biết đến bao giờ anh mới trả được ân sâu cho người bạn chung tình. Đã vì chồng mà hy sinh sớm hơn nào kể thân mình. Từ bỏ sang giàu để sống điêu linh, để cho chồng được mưu sinh. Riêng anh khổ lụy cam đành, tội tình vì em lại vương mang. Anh muốn bỏ đi cho em rảnh nợ, nhưng duyên tình đang đượm lửa hương, không đã dứt bỏ bên đường, rồi gục đầu nhận lấy đau thương. Phải chi em nói một lời phụ bạc, anh sẽ không dương dấn cũng chẳng đau buồn, để cho em tiếp tục quãng đường, không vướng bận chút bi thương. Súng đạn làm bị mà xanh không nằm xuống, chết bây giờ. Tôi không thấy đường, biết nằm đâu chạy đâu. Khổ quá, súng đạn nó vô tình lắm. Bây giờ anh nắm tay tôi đưa anh rời khỏi chỗ này để mong toàn mạng sống. Đi anh, đi. Không, đi. Không, tôi không đi đâu. Ở đây chết đó, anh theo tôi, đi. Không, vợ tôi trở lại, biết tôi đâu mà tìm. Anh là chồng chị Thắm phải không? Dạ phải. Chị Thắm bị thương nằm ở ngoài kia kìa. Trời đất ơi, gì hả? Thật vậy sao? Tôi nhờ anh đưa tôi đi tìm vợ tôi giùm. Anh đi anh. Đi anh. Thắm ơi. Thắm ơi. Đi theo tôi. Anh Phong ơi. Anh Phong ơi. Anh đâu rồi? Anh đang ở đâu vậy? Anh Phong. Giờ đây em tìm anh
ở đâu, anh ở nơi đâu, anh có hiểu được lòng của Hương không? Mối ưu tình này biết cùng ai bày tỏ. Em như ốc mượn hồn. Khốn nạn, khốn nạn cho mày lắm Hương ơi, khốn nạn mà. Đáng đời cho mày lắm mà, đáng đời cho mày lắm Hương ơi. Chị Thắm à, có chuyện gì mà chị cười dữ vậy? Đừng cười nữa, trời ơi, còn anh Phong đâu rồi? Chị Thắm à, trời ơi, bình tĩnh lại đi, bộ chị điên rồi sao? Tôi là Tâm nè. Anh Phong, anh Phong. Trời ơi, không phải, tôi là Tâm nè, chị bình tĩnh lại đi, tôi là Tâm. Anh là Tâm, không phải là Phong. Anh Tâm, Tâm ơi, anh Phong đã bị bắt rồi. Hả? Nhưng sao chị biết? Có người nào đó để lại mảnh giấy này nè. Chị đưa tôi xem. Tai họa đến nữa rồi. Anh Tâm, bây giờ liệu sao đi anh? Chị, làm sao hả? Chị hãy bình tĩnh đi, để tôi tìm cách. Chị à, tôi nghĩ người để mảnh giấy này phải là người tốt. Theo tôi thì chắc là cô Hương nào đó để lại. Hương nào? Ở đâu? Tôi đâu có nằm mơ, nghe rõ ràng mà. Ai là Hương vậy chị? Đâu có đâu. Chị đừng có giấu tôi. Tôi đã để ý từ lâu. Trong giờ phút này có quẩn khúc gì, chị nói đi chị. Anh Tâm, nỗi lòng từ lâu tôi chôn kín, nay sự thế như vậy thì tôi không còn che giấu làm chi nữa. Chị nói sao? Tôi muốn nói, vì thói đời phú trọng bằng khinh mà tôi và anh Phong là nạn nhân của một cuộc tráo hôn độc ác. Tôi chính là Hương chứ không phải là Thấm. Nói vậy chị là Hương chứ không phải là Thấm mà. Phải, tôi là cô gái tên Hương, quê mùa mộc mạc, mà phải mang tên Thấm vào sang trưởng giả với một câu chuyện éo le buồn bã đau lòng. Để cho Thấm được tự do mà cất bước theo chồng, từ lâu Phong đã bị người ta phụ bạc mà cứ ngỡ Thấm trọn đạo thủy. Một mình tôi với nỗi buồn canh canh, nghe đau thương mà chết lạnh cả tâm hồn. Trời ơi, thì ra chỉ là Hương. Vậy mà từ lâu mang tên Thấm làm chi cho khổ vậy nè. Không phải là Thấm, nhưng tôi lại câm lặng vì tôi sợ phụ bạc đứng dưới cả hai. Biết đâu khi biết ra sự thật
đời bụi bạc mà quyên sinh. Còn tôi phải đau khổ khi mất đi một tình thương cao. Cho nên ngày lại ngày qua đóng vai trò giả dối cho Phong được yên vui. Còn tôi phải đè nén tâm tư chờ ngày Phong sáng mắt. Chừng đó Phong mới rõ tôi không phải là Thâm. Rồi sự thật ra sao tôi cũng cam lòng. Tấm lòng cao quý của chị không dễ gì ai cũng có được. Chị Thắm à, trời cao có mắt, tôi tin rằng một ngày nào chị và anh Phong sẽ sum họp. Chị đừng buồn nữa. Trước mắt mình phải thu xếp rời bỏ nơi đây. Vì anh Phong bị bắt, trước sau gì mình cũng bị liên lụy. Chi bằng mình tìm cách ảnh bị giam giữ nơi nào rồi lo cho ảnh. Trong lúc này anh tính làm sao tôi cũng đều nghe theo cả. Vậy thì mình lo thu xếp đi chị. Dạ. Tâm thoát đã 15 năm rồi. Vùi thấy trong lửa đàn nên em chuông mối tình cầm vào trong quá khứ đau thương. Mặc cho cuộc đời đưa nhiều quá vậy nè. Dạ có trà với lại mứt dâu. Mẹ con nói đời nên cô dạy học cho con. Nè, Bảo về nói với mẹ, ai cô cũng dạy chứ đâu phải mình Bảo. Lần sau Bảo đem qua như vậy thì cô không có nhận đó. Có biết lâu không? Lâu lâu đi là lạc một lần mà cô. Lành quá à. Nè, về nói với mẹ, cô cảm ơn mẹ nghe. Dạ. À, Bảo nè, cháu đi Đà Lạt vui không? Dạ vui. Đi đâu chơi nè, kể cô nghe với.
đi chùa Linh Phước có con rồng dài thật kỳ dài cô ơi. Vậy hả? Rồi đi đâu nữa? Đi hồ Tam Thở nè, đi hồ Trung Ngương nè, với lại đi chùa nữa nè, với lại đi Thác Ren nữa nè. Bảo có chụp hình không? Dạ có, nhiều lắm cô ơi. Nhiều lắm hả? Dạ. Hôm nào á, Bảo mang cho cô mượn xem nghe. Dạ. Chắc hình Bảo đẹp lắm phải không? Dạ thường thôi. Cỡ ai nè? Cỡ Lê Minh vậy. Ngoan, ngoan làm sao đâu á. Thưa cô, con về đi mẹ, con đợi. Ờ. Chị Hương à. Kìa, anh Tâm, tôi trông anh quá à. Thế nào, anh có gặp được anh Phong không? Sao anh không nói, có hay không? Không, nhà họ giàu lắm, tấm thân nghèo, không ai cho vô. Nhưng mà, có đúng là chồng của tôi không? Hay là người trùng tên trùng họ? Tôi không gặp mặt ảnh, nhưng nhất định không sai. Vậy thì, anh thuộc lại rõ ràng chuyến đi vừa rồi của anh đi. Sau khi đọc báo tôi mới hiểu rõ ông Nguyễn Hiền Phong Việt Kiều Canada về quê tìm vợ. Tôi vội vã cho chị hay rồi tức tốc lần mò theo địa chỉ trong tờ báo. Lòng nôn nóng nhìn tận mặt người bạn nghèo đã cùng chị đề thơ hoa dần dưới trăng thầy. Bên nhau thỏ thẻ lúc đêm về. Thắm ơi cầu trời cho anh mau sáng mắt để nhìn tận mặt người yêu. Trời ơi, lời nói mỹ miều năm xưa còn đông lại, mà người xưa bây giờ như gió thoảng mây bay. Nén lòng sao mắt vẫn cay khi nhìn thấy họ đổi thay tâm lòng. Thôi hết rồi người đã xa tôi, quên hết lời thề ngày xa xôi, quên đường xưa lối qua ngậm ngùi, nghe thời gian bước đi vội vội, hai ta cùng chung lối. Ôi những kỷ niệm ngày bên nhìn người ta chuẩn bị đi chúc mừng hạnh phúc mà tôi nghe nghẹn nghẹn ở trong lòng. Cũng tại chị hết á, phải chi trước kia chị vạch trần cho anh Phong hiểu rõ đâu là sự thật, thì ngày nay đâu có những cảnh tình ngang trái. Lỗi lầm này đâu phải ở anh Phong. Như vậy tất cả đã an bài rồi. Tiền Phong, Tiền Phong. Chị Hương à, bình tĩnh lại đi chị. Giúp tôi đi, báo tết hay là báo cưới? Chị Hương, đó là tiếng pháo cưới. Báo cưới. Chị Hương, tôi khuyên chị đừng quá đau khổ, biết đâu anh Phong không phụ bạc.
hôn lễ người ta sắp cử hành. Tôi còn gì mà hy vọng nữa chứ? Sao lại không? Đây, dấu tích năm xưa của hai người tôi còn giữ đây nè. Dần thư tình qua dần dưới trăng. Phong vũ bất kỳ, tình vẫn thâm. Hương thầm ấp ủ ngọn đông phong. Đó, dẫu sao tôi với chị cũng phải đến đó để trắng đen phơi bày ra sự thật. Chừng đó mà anh Phong ham sang giàu phụ bạc chị thì tôi cũng không nhìn mặt anh đâu. Không, tôi không đi. Tôi ở đây, tôi ở đây ôm kỷ niệm này cho đến chết. Đi với tôi mà chị. Không, tôi không đi. Chị phải đi. Không, tôi không đi, tôi không đi mà. Tôi nói chị không đi cũng không được. Tôi bắt buộc chị phải đi mà. Tôi không đi. Đi. Tôi không đi. Đi mà. Đi. Đang giữa lúc tiệc vui, sao lại bỏ khách ra đây vậy? Anh cảm thấy ngột ngạt nên ra ngoài này để cho nó thư thả một chút mà. Có lẽ anh chưa quen khí hậu ở bên đây á. Thôi anh vào phòng lạnh nghỉ cho khỏe đi, rồi một chút ra tiếp khách nữa. Không sao em à, anh muốn ở ngoài này hưởng không khí trong lành tốt hơn. Vậy hả? Nè, nhưng mà không có ở lâu rồi nha. Thắm à, nếu anh đoán không lầm thì nơi đây 15 năm về trước, lần đầu tiên anh được nắm tay em và em dắt dìu anh trên bước đường lưu lạc phải không em? Đâu có, em đâu có dắt dìu gì anh đâu. Ủa, chẳng lẽ em lại chóng quên như vậy sao? Phải rồi, anh nhắc có làm em mới nhớ. Bây giờ thì em nhớ rồi nè. Đúng rồi, đúng là nơi đây rồi anh à. Em dắt anh đi đó. Lúc đó anh nắm tay em lần đầu tiên, nghe tim mình xao xuyến, vừa thương em vì anh mà em chịu cực khổ gian lao. Anh cầu trời cho mau sáng mắt để đáp lại tâm chân tình của người bạn xa xưa đã lao khổ nhọc nhằn, cùng anh chia sương sẻ gió. Từ ấy đến nay lòng anh không hề lỡ phai. Anh Phong nè, kể từ ngày mai em sẽ trao trọn cuộc đời này cho anh. Kìa Thắm, anh thấy em thay đổi lạ kỳ. Chẳng lẽ em quên rồi lúc gian truân? Em nào có quên mà anh trách hơn. Tại vì bên anh em quên tất cả. Rồi một đêm trăng bên mái tranh nghèo ta qua dần bài thơ. Anh ơi, chuyện ngày xưa mình hãy cho nó vào trong quên làng, để cho ngày cưới của hai ta thêm thắm đường hương.
tình. Nên em chẳng muốn nhắc chi chuyện mưa gió gặp gần, mà em chỉ muốn sống trọn cuộc đời qua mong bên người chồng phú quý giàu sang. Em sợ cảnh nghèo đói lang thang nó cứ ám ảnh trong em trong suốt cuộc đời con gái. Nhắc chuyện xưa lòng em thêm tê tái, có ích lời chi khi ta hưởng cú sang giàu. Những kỷ niệm đẹp của chúng mình sao em lại muốn chối bỏ, trong khi đó anh đã in sâu vào trong ký ức, cho đến chết cũng không thể nào anh quên được Thắm mà. Anh Phong mà, em cũng đâu có muốn quên những kỷ niệm ngày xưa, ngày mà hai chúng mình gắn bó. Nhưng mà trong cái ngày vui này nè, em không muốn anh nhắc đến nữa. Lỡ em tủi, em buồn, em khóc, làm cho nó xui xẻo không có hơn đâu. Một lần xui xẻo ý mà phải, một lần khô heo vì đã mòn mỏi đợi chờ anh suốt mấy năm qua. Bây giờ thì em chỉ muốn nghe anh kể chuyện phương xa, chuyện anh làm giàu bằng đô la nơi xứ lạ. Em sợ lắm khi nghe anh nhắc tới mưa rơi băng giá, làm tim phòng không biết trả lời sao. Nếu em không muốn nhắc chuyện xưa thì thôi, còn chuyện phương xa thì khi nào rõ rảnh anh sẽ kể cho em biết ha. Anh hứa chắc à nha. Ý anh ơi, mình ra đây nãy giờ đã lâu rồi, thôi bây giờ mình vào đi anh. Anh muốn ở lại ngoài này thêm một chút nữa. Ba mà biết được sẽ giận cho coi á. Thôi mà vào với em đi mà. Em vào trước đi, anh nghĩ một lát sẽ vào sau. Vậy ha. Bây giờ em vào trước, chút xíu là anh phải vào liền đó nha. Thăm xa cách 15 năm, tâm tình của Thăm đổi một cách không ngờ được. Cuộc đời lẻ quá em ơi, đã 15 năm rồi còn gì. Kể từ ngày ta quen nhau và ta lời từ xa, kể từ ngày em sang ngang, rồi bước thời gian ngày lại ngày, nhận một lần ta cho nhau vì ta yêu nhau, thề rằng không xa nhau, có nhau còn nhau. Chị Hương, chị Hương à, đúng là anh Phong rồi. Anh chỉ khác là hồi đó anh không thấy đường, bây giờ anh thấy đường rồi. Anh Tâm, không biết anh Phong có nhận ra tôi không, hay là... Cứ chạm mặt đi rồi sẽ rõ. À, chào anh chị, xin mời anh chị vào. Tôi không phải là khách bên đàn gái. À, vậy là... Cũng không phải là khách của đàn trai. Ủa, anh nói gì mà tôi không hiểu?
Vậy anh là khách của ai? Khách của riêng một mình anh. Khách của tôi? Phải. Tiếng nói này, anh, anh có phải, có phải anh đây là... Thật sự anh không nhận ra tôi là đúng. Đời có câu: giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Anh, anh có phải là, là anh Tâm? Phải. Anh Tâm. Trời đất ơi, anh Tâm ơi, tôi xin lỗi anh. Anh hãy bỏ lỗi cho tôi nghe anh Tâm. Lỗi phải gì anh ơi. Cảm ơn anh đã nhớ đến tên tôi, thế là đủ lắm rồi. Từ lúc lưu lạc đã 15 năm rồi, người đầu tiên mà tôi tìm là anh và Thắm. Nhưng sao mãi đến bây giờ anh mới tìm đến để gặp tôi. Hôm nay tôi và Thắm nên đôi đổ mặt nhau rồi, thôi hãy đổi buồn thành không để tôi nói ra sự thật. Tôi gian anh, tôi gian anh, hãy chuông vùi trong quá khứ đau thương. Trời ơi, lúc ở nhà chị nói hay lắm, khi đến đây chị không nói tiếng nào, mà tôi nói chị cũng không cho. Như vậy là sao vậy chị? Vì tôi sợ sự thật con bé bàng và chua chát nữa anh Tâm à. Như vậy mục đích chị đến đây để làm gì? Để được nhìn mặt người ta lần sau cuối, và cầu chúc cho người ta được trọn đời sống trong giàu sang nhung gấm. Rồi tôi sẽ trở lại quê xưa để vùi chôn tấm thân mộc mạc bên biển bà trăng ngàn, nơi mà đề thơ qua dần lúc đêm tàn. Giờ thì đã cách ngăn bởi tiền tài danh vọng, thì nhắc lại làm gì lời ước hẹn năm xưa. Có chân chỉ là lòng thương hại của người bạn nghèo đã cùng ai hầm hút sớm trưa. Tình yêu thương đó ngày nay sẽ không còn nữa, đã bị cắt ngăn bởi thế lực bạc tiền. Tiếng nói của cô tôi nghe quen làm sao, mà lời thì như giận hờn trách móc ai. Sao cô không tìm người đó để trút giận, mà đem lời đau buồn trong ngày cưới của tôi vậy? Tôi xin ông hãy niệm tình tha thứ lỗi. Vì quá xúc động cho nên tôi đã đem lời lẽ đau buồn mà trút hết ở nơi đây. Vì sau khi rời khỏi nơi này thì xác thân tôi cũng vùi chôn trong vùng đất lành. Tôi quyết hy sinh đời mình để cho ai trọn đời vui sống cảnh ấm êm. Vì thế không còn thời gian nào cho tôi trút giận, cho nên tôi mượn hoàn cảnh này để nhắn nhủ với người tôi yêu. Nếu còn nghĩ tới tình xưa nghĩa cũ thì hãy trở về nơi bãi biển năm xưa thân năm mộ. Mà phải hy sinh cả cuộc đời mình. Anh Phong, trong tình cảnh này tôi không thể nào câm lặng được. Anh Tâm, tôi gian anh, tôi gian anh mà. Chỉ có giận hờn cách nào tôi cũng chịu. Anh Phong.
Người mà chung sống với anh lúc nghèo khổ. Anh Tâm, chị để tôi nói, lo cho anh từng viên thuốc. Trong 15 năm về trước, lúc mắt anh còn đen tối, không phải là cô Tâm sang giàu đâu, mà là chị Hương đây nè. Anh Tâm, chị hãy để cho tôi nói. Anh Phong, lời nói này, cử chỉ này, phải 15 năm về trước đã cùng anh đề thơ hẹn ước hay không? Trời ơi, trời ơi, không lẽ đây là sự thật? Hai câu thơ ngày xưa bây giờ tôi còn giữ. Anh hãy xem đi, có phải là chữ ký của anh không? Phong vũ bất kỳ tình vẫn thâm, hương thầm ấp ủ ngọn đông phong. Ngày 11 tháng 4 năm 1975. Đúng rồi, tôi còn nhớ rạng sáng hôm ấy, có người bảo rằng Thắm bị tai nạn và đưa tôi đi đến đó. Hắn đưa tôi đi khá xa, không biết nơi đâu, rồi bỏ mặc tôi một mình. Tôi biết là mình bị gạt, nên nhờ những người tốt bụng đưa tôi trở về nhà anh. Nhưng khi về đến nơi thì anh và Thắm bỏ đi. Lúc đó tôi như con thuyền chơi vơi lạc lõng, chỉ sống với lòng thương hại của bà con. Như thế thì chúng tôi cũng bị gạt như anh, vì có mảnh giấy để lại nói rằng anh đã bị bắt, nên chúng tôi bỏ trốn vì sợ bị giả lây, sẽ không còn ai ở ngoài chạy lo cho anh được. Nhưng thật sự không ngờ anh lại tốt số. Tôi may mắn được một gia đình thương tình nuôi nấng. Khoảng một thời gian sau, tôi và gia đình ấy sang đất khách và được chữa lành đôi mắt như ngày hôm nay nè. Anh Phong, bây giờ tôi muốn hỏi anh, mắt anh đã sáng, anh có nhìn ra người bạn tình cùng cam khổ với anh không? Anh nhìn ra không? Đừng, anh Tâm. Cử chỉ này, giọng nói này, đúng rồi, Hương đây là người đầu tiên mà tôi gặp ở nơi này mà. Hương à, sao em không nói một lời nào? Em nói đi, em nói đi, dù là lời trách móc, nói đi em. Có phải em là người vợ cùng anh chia sớt trong những ngày dài đau khổ không? Em nói đi Hương. Không, giữa tôi và ông không có kỷ niệm vui buồn nào cả. Trời ơi, vậy thì từ hôm nay chị đến đây để làm cái gì nữa chứ? Tôi đến để chúc mừng hạnh phúc của người ta. Còn bây giờ, nhìn đi. Hương ơi, em đừng vội bỏ đi, để lại cho anh nỗi khổ đau mà suốt đời không sao hiểu được đâu là sự thật. Em hãy cùng anh nhé, màn bi mật tố cáo bọn vô lương đã hủy hoại tình thương yêu chân thật của đôi mình. Chứ đâu phải anh là kẻ phản bội vong tình, đây là dáng tự tình mà người ta sắp sẵn nên anh và em là ơi cuốn chốt đang cản bước xe đi. Chuyện ân tình mà họ tính toán chi ly, bằng tiền bạc quý quyền danh vọng, thử hỏi những người còn đứng trong cuộc sống, có mấy ai hiểu được chân giá trị của tình yêu trong
Sự thật bây giờ đã phơi bày. Vậy chị Hương, chị hãy nói rõ cho anh Phong biết việc mà họ tráo hôn đưa chị và anh Phong vào con đường đau khổ đi. Phải đó. Còn những bí ẩn gì em hãy nói hết cho anh biết đi em. Phong ơi, em không ngờ hôm nay em còn được trong vòng tay ấm áp của anh. Em thương anh là một nạn nhân của trò đời đêm bạc, bị người ta gạt lừa trong những ngày mù lòa tâm tôi. Sự thật hôm nay em vô cùng hối lỗi khi đã thay tên thấm để cùng anh kết bạc tâm đồng. Cũng chỉ vì muốn thoát khỏi bàn tay của lão Trần Kiên thâm sâu độc ác. Em đâu ngờ trong những ngày cùng nhau lưu lạc là những chuỗi ngày em thật sự yêu anh. Hương, em, anh Phong. Hương, đó, bây giờ sự thật phơi bày rồi phải không? Ý, còn cái này mới khó nè. Anh Phong, anh phải xử trí thế nào cái đám cưới hôm nay? Anh yên tâm đi, lòng yêu thương chân thật sẽ thắng tất cả bọn người gian trá mà. Phong à, Phong. Trời ơi, khách khứa chỉ chờ xe mặt của vô chú rể. Thôi, con vào trong đi. Nè, camera đang chờ con để quay hết cái cuộc phim còn lại đó. Chào ông. Ủa, cô đây là ông quên tôi thật rồi sao? À, Hương. Có phải cô là Hương không? Dạ phải. Phong à, sẵn đây ba cho con biết đây là con Hương. Trước kia ở đợi nhà này cũng do cuộc sống chẳng đủ đầy, vì vậy mà hôm nay con phải trở lại. Ông sẽ giúp bạc tiền vì biết con gặp khó khăn. Đây nè, cầm lấy và đi cho em đẹp. Bây giờ ông vẫn tin vào sức mạnh của tiền bạc để che đậy việc làm bỉ ổi ngày xưa. Vì muốn cho con ông giàu sang danh vọng, khỏi phải khổ cực trong tuổi đời qua mộng, cho nên ông đổi tôi thành ra là thấm, đem gả cho người nghèo khổ mù đuôi. À, thì ra mày muốn tạo chuyện quen đường để mong làm lỡ dở duyên nợ con tao. Không có bằng chứng thì không thể nào. Con rể ba tin vào lời nói du dơ có không? Không có thì tụi bay sẽ chết cả lũ về tội vu khống. Có không? Ai làm chứng cho những lời nói vừa rồi? Ai? Có ai không? Ai? Tôi. Ủa? Mày là thằng nào mà có mặt ở đây mày? Hả? Có mặt để lột trần sự lộc lừa thâm độc của ông chứ. Mà mày là thằng nào mà dám ăn nói với tao như vậy? Hay ông không muốn nhớ? Tôi là thằng Toàn đây. Cái thằng mà ông đã mướn tôi làm bác sĩ giả để nhỏ thuốc cho anh Phong mù đôi mắt đây nè. Và cũng chính ông, ông sai tôi thủ tiêu anh Phong. Nhưng tôi thấy việc làm ác đức quá nên tôi không nỡ, chỉ chia cách anh Phong và chị Hương cho hai người lưu lạc mà thôi. Rồi sau đó ông sai người giết chết tôi để bịt đầu mối. Nhưng không ngờ trời cao có mắt nên tôi vẫn còn sống. Mày... Vì tôi biết rõ chuyện độc ác của ông và cũng muốn thoát kiếp trâu ngựa của gia đình ông. Vì mẹ tôi đang nằm thập tử nhất sanh trong bệnh viện nên tôi mới giang tay nhận lấy món tiền của ông để làm một điều thất nhân tâm mà 15 năm qua luôn tri tôi bị dày dò. Anh Phong ơi, trước mặt anh tôi quỳ xuống đây để nói lên những lời sám hối. Chỉ mong anh thương tình tha thứ tội và cùng chị Hương nói lại mối duyên tình cũ đã, vì ai mà ngậm đắng nuốt cay theo tháng lụng năm dài. Chỉ vì dạ tâm của vật chất tiền tài, tôi
Tôi đã xuống tay cướp đi ánh sáng của anh, đi trừ vào số nợ mà cả đời cha mẹ tôi phải cứu mang. Lúc anh đang đuôi tôi lầm than thì lão Kiên mới thực hiện trò tráo ôn độc ác, trong khi anh và cô Hương trên đường phiêu bạc. Thì ở nơi đây cô Thâm bước lên xe qua với kẻ sang giàu. Ê thằng Toàn, mày dám mà... Bao năm trời tôi ra rất lương tâm, nhưng chưa có dịp tố cáo ông. Và bây giờ thời thế đã đổi thay, tôi không sợ ông nữa đâu. Cũng may là mắt anh Phong sáng lại, nếu không, nếu không tôi ân hận suốt đời. Thằng khốn nạn, mày vu khống tao ha? Được rồi, tao sẽ tính sổ mày sau. Còn Phong con nghĩ sao? Bà biết chắc là con không bao giờ tính vào lời của bọn này, phải không con? Sự thật đã như vậy rồi, không còn phân bài gì nữa. Phân bài chứ con, ba đã bỏ mấy cây vàng để tổ chức đám cưới này, con chưa tính lại với ba gì hết mà. Đến bây giờ ông còn đủ can đảm đứng trước tôi mà nói chuyện tiền với vàng hay sao? Vậy là chết cha cha rồi. Thắm ơi, Thắm à, Thắm. Dạ. Thắm. Trời ơi, có cái gì mà ba kêu réo con giữa vậy không biết nữa. Khách khứa còn đầy bàn à, mà ba với anh Phong thì trắng mặt hết nữa. Tôi nói mà... Ủa, sao lại có mặt con nhỏ này ở đây? Tao đâu có mời mày ngày vui của tao đâu. Không phải là ngày vui của tôi và Thắm, mà là ngày vui của Hương và tôi mới đúng. Bà, anh Phong anh nói cái gì vậy hả ba? Nói cái gì nữa, gián bài lận đã bị họ lật tẩy rồi. Thôi, để ba vô trong sửa soạn, để còn chuẩn bị khăn gói vô chi quà. Bà, ba, ba. Anh Phong. Phong nè em. Cái đồ mắc dịch ý, định tráo hôn hả? Đúng, ngày xưa cô đưa cô Hương là cô Thắm, thì bây giờ tôi thay anh Phong cho cô đỡ ghiền. Trời ơi, trời nhục nhã quá đi. Tôi tưởng thằng chồng cũ đã chết, nhớ được cái thằng Việt Kiều, ai có ngờ đâu mà bể mánh như vậy nè. Đó, anh chị có thấy không, cái giả trá không bao giờ che đậy được. Tôi và Hương xin hộ cũng là nhờ ơn của anh Tâm đó. Thôi anh nín đi, ơn nghĩa hoài hà. Nếu nhớ ơn tôi thì từ nay hai người phải sống sao cho tràn đầy hạnh phúc nhé. Hương em, nhớ lời anh Tâm căn dặn nghe em. Em chỉ sợ anh quên mà thôi. Đâu có. Anh Phong, còn tội lỗi của tôi. Anh Toàn, anh là người gây ra tội lỗi mà biết ăn năn. Cũng đáng được cho chúng tôi quý mến mà, không sao đâu. Tôi cảm ơn anh. Hương, em. Anh Phong. Hãy subscribe.